Trực tiếp U23 Việt Nam với U23 Uzbekistan nhận định trước trận, tái hiện thường trầu tuyết trắng U23 Việt Nam có 3 điểm rời Dubai Cup. U23 Việt Nam sẽ tái ngộ U23 Uzbekistan vào lúc 19 giờ tối nay, ngày 29 tháng 3 trong khuôn khổ lượt đấu thứ 3 ở Dubai Cup 2022. Đây là cuộc sơ tài đầy duyên nợ, gợi nhớ ký ức trận chung kết U23 châu Á cách đây 4 năm khi huấn luyện viên Park Hang-seo vừa bén duyên với bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam đã trải qua hai lượt trận đầu tiên tại giải giao hữu quốc tế Dubai Cup 2022 với những bàn trình diễn khả quan. Đoàn quân của huấn luyện viên trưởng Lee Jong Jin cầm hòa ông lớn Tây Á U23 Iraq 0-0. Trước khi mà để thua tối thiểu trước đại diện châu Âu U23 Croatia trong một thế trận tích cực, với một điểm và hiệu số trừ 1 có được sau hai trận thì U23 Việt Nam đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Dubai Cup 2022. Theo quy định ban đầu của ban tổ chức, đội có thứ xếp hạng liên kề nhau thì sẽ đối đầu ở lượt trận thứ ba, như là đội đầu thì sẽ gặp đội nhì bảng, thứ ba thì gặp thứ tư và hạng chế thì gặp hạng 10. Với cách tính như này, thì U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq, đây cũng là đối thủ của chúng ta ở vòng 1, trong khi U23 Thái Lan thì sẽ gặp U23 Uzbekistan. Tuy nhiên thì ở công bố mới nhất ban tổ chức của giải Dubai Cup năm 2022 đã xếp U23 Việt Nam gặp Uzbekistan và U23 Thái Lan sẽ gặp Iraq ở trận lượt cuối. Điều này mang đến cơ hội thú vị cho U23 Việt Nam khi có thể tái hiện ký ức thương châu tuyết trắng ở trận chung kết U23 châu Á 2022. Giải đấu làm nên tên tuổi của huấn luyện viên Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam với ngôi á quân châu lục. Được biết sự thay đổi bất ngờ này đến từ quyết định đáng hoan nghênh của ban tổ chức giải Dubai Cup 2022 khi muốn tạo điều kiện để cho các đội bóng chơi với các đối thủ khác nhau. Qua đó thì có sự cọ sát phong phú hơn trước thềm giải đấu sắp tới. Đội bài cúp 2022 là một bước tập duyệt cần thiết cho U23 Việt Nam lắp ghép đội hình, hoàn thiện lối chơi trước khi mà đi vào mục tiêu quan trọng nhất trong năm, đó chính là SEA Games 31, sau đó là vòng chung kết U23 châu Á 2022. Những màn đọ sức với U23 Iraq và U23 Croatia vừa qua đã mang lại những bài học quý giá cho U23 Việt Nam. Một đối thủ mạnh như Uzbekistan sắp tới tiếp tục là một liều thuốc bổ ích cho dụng quân nhau và các đồng đội có mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games 31. Do vậy, khâu tấn công của U23 Việt Nam để lại nhiều lo lắng cho người xem. Những ngày qua, Thí Nguyên Hoàng, Văn Đạt, Văn Tùng, Thanh Minh, Xuân Tú chơi mời nhạt, chưa ghi được bàn thắng nào. Không phải là U23 Việt Nam không có những cơ hội, song các chân sút của chúng ta chưa thể hiện tận dụng thành công. Ở trận đấu với ông lớn Croatia, Xuân Tú có cơ hội đánh đầu với khung thành không còn thua môn đối thủ, hay là Thanh Minh thì có cơ hội đối mặt với người các đỉnh bên kia. Tuy nhiên thì cả hai cú dứt điểm của các tiền đạo U23 Việt Nam chưa thể trúng đích. Rõ ràng hơn lúc nào hết, U23 Việt Nam cần sự trưởng thành vượt bậc từ các tiền đạo giống như những gì Tiến Linh đã từng làm để lĩnh sướng hàng công. Với tính chất của một trận đấu không đặt quá nặng kết quả, thì U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ dự đoán là cống hiến một cuộc so tài đầy hấp dẫn với lối chơi là tấn công cởi mở. Về cơ bản thì chỉ có Liễu Quang Vinh là trường hợp vắng mặt đáng tiếc của U23 Việt Nam, còn lại các học trò của huấn luyện viên Lee Jong Jin thì đều đạt thể trạng tốt. Với đối thủ Uzbekistan, đội bóng Trung Á sẽ mang tới một đội hình mạnh nhất cho cuộc đối đầu này. Lịch sử đối đầu hiện đang nghiêng hẳn về phía đối thủ và ở lần gặp nhau thì U23 Việt Nam chỉ có được hai trận hòa và nhận tới 3 trận thua. Thất bại đáng tiếc của các chiến binh sao vàng cũng chính là trận thua đầy tiếc nuối tại chung kết U23 châu Á 2018. Trong trận chung kết ở Thường Châu 2018, U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan có một trận đấu đầy kịch tính và cảm xúc khi kết quả được định đoạt ở phút thi đấu cuối cùng của thời gian bù giờ. Ở trận đấu đó thì dù thua nhưng Quang Hải và các đồng đội đã chiến đấu tới những giây phút cuối cùng có một siêu phẩm cầu vòng tuyết được chính cầu thủ mang áo số 19 tạo ra. Bởi vậy, đây sẽ là dịp tốt để cho U23 Việt Nam trả món nợ năm 2018. Phong độ gần đây của hai đội có những sự tương đồng nhất định. Ở cả hai trận đấu trước đó tại U23 Dubai Cup, U23 Việt Nam và Uzbekistan đều có một trận hòa một trận thua. Trận thua trước U23 Croatia của Dũng Quang Nho và các đồng đội cũng là trận ngắt mạch 7 trận giữ sạch lưới của U23 Việt Nam. Về đối thủ thì U23 Uzbekistan bước vào giải Dubai Cup 2022 với sự tập trung cao độ và quyết tâm lớn. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi Dubai Cup là cơ hội để cho đội bóng vùng Trung Á có thể cọ sát trước khi mà tham dự giải U23 châu Á trên sân nhà vào tháng sau tới. Mặc dù đặt quyết tâm cao nhưng mà màn trình diễn của họ ở hai lượt trận vừa qua tại Dubai Cup lại không mấy ấn tượng. Mở màn trận gặp Ả Rập Xê Út, U23 Uzbekistan thi đấu lép vế và để thua dễ dàng với tỷ số là 0-2. Đó là trận đấu mà hàng phòng ngự của Uzbekistan để lộ những sai sót khiến họ phải trả giá bằng hai bản thua kha trong vánh ngay trong hiệp 1. Đến với trận tiếp theo thì dù gặp đội chủ nhà UAE, Uzbekistan chơi tốt hơn nhưng mà vẫn chỉ giành được kết quả hòa 0-0. Như vậy, hai trận đấu ở Dubai Cup, hàng công của Uzbekistan đã để lại nỗi lo cho họ khi mà chưa thể ghi bàn. Xem xét một cách khách quan, dù không đạt vòng độ, song Uzbekistan vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn so với U23 Việt Nam. Về kết quả đối đầu trong quá khứ, U23 Việt Nam chỉ hòa hoặc là thua khi đối đầu với Uzbekistan. Trước khi thất bại ở chung kết giải U23 châu Á 2018 thì U23 Việt Nam từng hòa U23 Uzbekistan trong khuôn khổ giao hữu vào năm 2013 và năm 2015, nhưng lại ở giải EM 150 Cup tại Thái Lan vào năm 2017, chúng ta lại thua đội bạn 1-2. Chắc hẳn U23 thì cũng đạt mục tiêu là giành chiến thắng trước U23 Việt Nam ở cuộc chiến ngày mai để lấy lại hình ảnh sau hai trận không thắng trước đó. Tuy nhiên, thì đội quân của huấn luyện viên Lee jin cũng đang cho thấy sự tiến bộ, đặc biệt là tâm lý tự tin sau trận đấu gặp Croatia. Đó sẽ là cơ hội để cho U23 Việt Nam gây bất ngờ và có thể tạo ra màn trả thù ấn tượng trước đối thủ vùng Trung Á ở trận chiến cuối cùng tại Dubai Cup. Sau 4 năm, U23 Việt Nam và Uzbekistan đều trình làng một thế hệ cầu thủ mới và tính chất cuộc đối đầu này thì cũng khác hẳn. U23 Việt Nam đặt mục tiêu học hỏi, cọ sát và có những điều chỉnh kịp thời hướng tới SEA Games 31. Huấn luyện viên Linh Song Jin chắc chắn sẽ sử dụng hết các cầu thủ mà mình đang có để tiếp tục thử nghiệm đội hình. Lối chơi giúp cho huấn luyện viên trưởng Park han seo có một đội tuyển U23 Việt Nam giàu sức chiến đấu nhất. Cả hai đội thì đều chưa ghi bàn tại đường bài cúp năm nay, nên là chúng ta có thể chờ đợi một thế trận cởi mở. Đây sẽ là cơ hội để cho những thanh minh, xuân tú, nguyên hoàng ghi dấu ấn tượng trong mắt huấn luyện viên Lee và huấn luyện viên Park. Vào chiều ngày hôm qua, 28 tháng 3, đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho màn so tài đối với đối thủ Uzbekistan vào lúc 19 giờ tối nay theo giờ Việt Nam. Trong buổi tập này, đoàn quân áo đỏ đã chào đón sự trở lại của trung vệ Thái Ba Sang sau khi hoàn thành thể lực. Tuy nhiên, thì bác sĩ Choi vẫn là thành viên mới nhất, không thể góp mặt trong buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Uzbekistan vì lý do sức khỏe và phải cách ly. Ở buổi tập chiều qua, thì sau những phút khởi động, các cầu thủ được ban huấn luyện sắp xếp chia làm hai nhóm đá đối kháng. Đây là thời điểm mà U23 Việt Nam tiếp tục có thêm những thử nghiệm hoàn thiện lắp ghép đội hình để hướng tới mục tiêu xa hơn. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ dụng quanh nhau nói, Nho cùng với các đồng đội có mục tiêu cao là được thi đấu cọ sát với các đối thủ mạnh ở giải lần này. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm quen thuộc thì cá nhân Nho cũng đang thử nghiệm ở các vị trí mới như là hậu vệ biên, trung vệ và cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể. Toàn đội sẽ quyết tâm để lại dấu ấn ở trận đấu cuối cùng tại Dubai. Trong khi đó thì tiền vệ Huynh Công Đến cũng đã chia sẻ về những bài học kinh nghiệm khi mà thi đấu với đội bóng mạnh tại giải Dubai Cup 2022. Trong hai trận vừa qua là Iraq và Croatia. Họ rất cao to và không để cho các cầu thủ của U23 Việt Nam có thời gian để xử lý bóng. Do vậy, chúng tôi phải xử lý tình huống rất nhanh và không đưa mình vào một thế tranh chấp 1-1 một một với họ. Về thể lực thì chúng tôi cũng khá là tốt, nhưng mà về sự tự tin thì vẫn còn hơi thiếu, chưa mạnh dạn, cầm bóng. Một phần nào cũng do đối phương gây áp lực rất mạnh, nên là các hậu vệ của U23 Việt Nam buộc phải chơi chắc chắn và đá bóng dài nhiều. Anh nhận xét. Từ những nhược điểm đã bộc lộ sau hai trận đấu vừa qua, ban huấn luyện cũng đã yêu cầu các học trò cải thiện nhiều hơn về khả năng kiểm soát thế trận cũng như là cự ly đội hình cần gắn kết trong những tình huống pep sinh đối phương. Với việc là được chạm trán những đối thủ mạnh như thế này, đây sẽ là một cơ hội để cho U23 Việt Nam có một sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31 sắp tới. Trên đây là một số nội dung chính được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.